Lý Thanh Trung dứt điểm. Wow, 1-0 cho Quảng Nam. Đội chủ nhà có một thế trận rất tốt. Và bây giờ đội bóng của ông Đào Quang Hùng đã vượt lên dẫn bàn. Phút thứ 7 của trận đấu, pha ghi bàn có nghĩa rất lớn với đội bóng đất Quảng. Trong ngày ra mắt ông Đào Quang Hùng, Quảng Nam gặp Sông Lam Nghệ An cũng đã có bàn thắng mở tỷ số và sau đó đã chiến thắng. Như vậy là sau 4 trận không để lọt lưới thì lúc này đội Sài Gòn đã lại để thua. Pha ngả người rất hay của Huỳnh Tấn Sinh. Những pha đá phạt của Đinh Thanh Trung vẫn tạo ra được áp lực về cầu môn đối phương. Và một tình huống lộn xộn, Tấn Sinh đã ngả người dứt điểm rất hay. Pha ghi bàn đầu tiên của Tấn Sinh ở mùa giải năm nay. Tấn Sinh trở thành vị trí thứ 8 của Quảng Nam ghi bàn ở V-League 2020. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.